những điều chưa biết về sản phẩm đặc trị nám Artanin. Xin chào quý vị và các bạn, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, tôi là Hàn Ngọc Vân Anh với 13 năm kinh nghiệm trong ngành spa và thẩm mỹ viện, với kinh nghiệm để trải dài trong suốt 13 năm và với cái thành tựu rằng Vân Anh đã giúp cho hàng nghìn các chị em phụ nữ được trở nên xinh đẹp hơn, thì ngày hôm nay Vân Anh muốn chia sẻ với các chị em những cái điều mà các bạn hoàn toàn chưa biết và Vân Anh chưa hề chia sẻ với tất cả các bạn, những cái điều vô cùng tuyệt vời của Artanin điều trị nám và mụn. Thì chia sẻ với tất cả các bạn rằng đây là sản phẩm hoàn toàn organic. Chắc rằng các bạn đã nghe Vân Anh nói rất nhiều về vấn đề này rồi đúng không ạ? Nhưng có một điều tuyệt vời nữa mà các chị em chưa biết được rằng sản phẩm organic này là sản phẩm đặc trị nám. Và đặc biệt sản phẩm này hoàn toàn có thể đưa vào miệng, có thể ăn và có thể uống được. Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Chắc chắn rằng để tìm một dòng sản phẩm mà chúng ta có thể ăn được, tìm một dòng sản phẩm mà bản thân cái dòng sản phẩm mà có thể lăn lên trên da mặt và cái sản phẩm mà có thể thoa lên trên mặt của mình mà lại có thể nhỏ xuống để bị hết viêm họng này thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Bản thân Vân Anh đây vừa mới cầm một giọt này xong và Vân Anh đang cảm thấy là sau một ngày dài mà mình làm việc, mình nói quá nhiều và chia sẻ quá nhiều, Vân Anh đang cảm thấy cái họng của mình đang bị đau. Và khi đó thì Vân Anh chỉ cần nhỏ một giọt vào họng thôi thì hoàn toàn chắc chắn rằng Vân Anh sẽ không bao giờ phải sử dụng một viên thuốc nào hết. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây là cái USB duy nhất mà Vân Anh muốn chia sẻ với tất cả các bạn, tất cả những người bạn yêu thương Vân Anh và đã theo dõi được một chuỗi dài những video của Vân Anh. Đây là sản phẩm chuyên đặc trị nám và chắc chắn một cái cam kết khỏi cho khách hàng. Và đặc biệt đi chăng nữa, đây là sản phẩm 100% organic, hoàn toàn rất là đẹp trên da và lại không hề gây hệ lụy gì trên da hết đúng không ạ? Và tuyệt vời hơn nữa rằng sản phẩm này có thể chữa cho các bạn bị viêm họng, chữa cho chính bản thân bạn, chữa cho con cái bạn và chữa cho cả gia đình. Sản phẩm organic, điều trị da và hoàn toàn có thể ăn được. Quá tuyệt vời đúng không? Còn chờ gì nữa? Hãy nhanh tay là người đặt hàng đầu tiên, bởi vì ngày hôm qua đã có quá nhiều đại lý và chi nhánh đặt hàng của Vân Anh rồi. Hãy nhanh lên, các bạn sẽ là nhà phân phối đầu tiên. Và ngày hôm nay nhà phân phối Vân Anh sẽ tặng các bạn cái quà tặng trị giá 150 triệu. Đó là cái phần quà tặng vô cùng bí mật. Hãy inbox cho Vân Anh nếu như các bạn quan tâm. Và đặc biệt nếu như các bạn về đội của tôi với một điều cam kết trong suốt 13 năm trong ngành về spa và thẩm mỹ viện, Vân Anh chắc chắn rằng Vân Anh cam kết đi cùng với tất cả các bạn, cùng chiến đấu với tất cả các bạn, cùng điều trị tất cả những làn da với các bạn. Và đặc biệt Vân Anh còn dành tặng cho các bạn tất cả những kiến thức mà Vân Anh học được về cái cách marketing như thế nào, về cách mà điều hành về spa như thế nào, về cách mà chuyển giao như thế nào, về cách có thể thâu tóm được đội ngũ như thế nào, về cái cách mà chúng ta có thể làm động lực cho nhân viên của chúng ta như thế nào. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Còn chờ gì nữa, hãy sub kênh của Vân Anh để bất cứ khi nào khi Vân Anh phát kênh lên, bạn sẽ là người đầu tiên được nhận nó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những chuỗi video tiếp sau của Vân Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.